Haaland chớ dạy gia nhập cùng đội với Mbappé. Trung vệ Jura quê ngấm ngầm chào kéo Olin Haaland đến Barca bằng lời khuyên, chớ dạy mà gia nhập cùng đội với Mbappé. Kylian Mbappé trên đường hiện thực hóa giấc mơ chơi cho Real Madrid khi chỉ còn vài tháng nữa là hết hợp đồng với PSG. Chân sút tuyển Pháp được loan báo đã đồng ý hợp đồng 6 năm với đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, hưởng lương 50 triệu euro, mùa trước thuế. Có thông tin, Real Madrid tìm cách có được cả Mbappé lẫn cái tên đình đám khác trên thị trường chuyển nhượng là Erling Haaland người dự kiến rời đốc muôn vào hè này. Thế nhưng, ở một diễn biến khác được cho chân sút Na Uy, kết bác xa hơn và sẵn sàng chờ đội bóng xứ Catalan huy được đủ nguồn tiền để có thể ký với anh. Trước mùa giải 2022-2023, ngoài hai đại diện La Liga thì Mu, Man City, Chelsea, PSG, Bayern Munich đều xếp hàng muốn giành được Haaland. Trung vệ Girapit của Barca đã dụ dỗ thêm Haaland bằng việc khuyên ngôi sao 21 tuổi chớ giải mà gia nhập cùng đội với Mbappé. Tờ Giario Astrid lời nếu tôi là Haaland và tôi muốn giành quả bóng vàng, tôi sẽ không đến cùng đội với Mbappé. Người hâm mộ cũng chờ đợi một cuộc chiến mới ở La Liga với Haaland và Mbappé sau gần một thập kỷ siêu kinh điển trực lửa với Messi đấu Ronaldo.